triển khai chỉ thị số 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, thành phố Vũng Tàu được Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chọn làm điểm mô hình thành phố an toàn giao thông và lễ ra quân từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Trên cơ sở này, Vũng Tàu sẽ tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo dấu ấn từ dịp lễ Quốc khánh. Với mô hình thành phố an toàn giao thông, thành phố Vũng Tàu đặt mục tiêu mỗi năm kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10%, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn, xây dựng ý thức văn hóa giao thông, tạo dựng môi trường giao thông thân thiện, an toàn. Để đạt mục tiêu đề ra, các phương án đảm bảo an toàn giao thông cần xây dựng xác thực, đồng bộ, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chính thức ra quân ngày 15 tháng 8 năm 2023, thành phố Vũng Tàu lấy cao điểm Quốc khánh 2 tháng 9 làm dấu mốc triển khai mô hình. Thực tế, dịp lễ Quốc khánh cũng là một trong những cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông của năm. Ở cao điểm năm 2023, kỳ nghỉ lễ rơi vào cuối tuần và được nghỉ bù nên kéo dài 4 ngày. Thời gian nghỉ dài lại có thêm sự kiện đặc biệt lễ hội bia. Trật tự giao thông tại trung tâm nghỉ dưỡng giải trí như phố biển Vũng Tàu càng phức tạp. Áp lực đảm bảo an toàn theo mục tiêu đặt ra của thành phố an toàn giao thông càng lớn. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh, lực lượng công an giữ vai trò chủ lực. Phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông được lực lượng xây dựng toàn diện và quyết liệt. Hạ tầng giao thông khang trang, Vũng Tàu là một điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ mê tốc độ và chống đua xe trái phép là một trong những tiêu chí được đặt ra trong bộ tiêu chí xây dựng thành phố an toàn giao thông. Thực hiện tiêu chí này, Công an thành phố Vũng Tàu quán triệt toàn lực lượng tăng cường tuần tra cả công khai lẫn mật phục phòng chống đua xe trái phép, chạy xe biểu diễn trong dịp lễ Quốc khánh. Công an thành phố đã định kế hoạch hóa trang mật phục, cán bộ chiến sĩ cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động hình sự tiến hành mật và hóa trang hòa vào cái dòng lưu lượng phương tiện trên đường, phát hiện ra những đối tượng này và tổ chức bắt mồi để đảm bảo được an toàn cái tính mạng sức khỏe cho người dân, cho đối tượng và cho cán bộ chiến sĩ. Hai tháng gần đây, Cảnh sát Giao thông Vũng Tàu đã phát hiện và lập biên bản hơn 40 trường hợp xe thay đổi đặc tính kết cấu, ngăn chặn hiệu quả tình trạng thanh niên tụ tập chạy xe biểu diễn lạng lách, gây rối trật tự an toàn giao thông, nhất là trên các trục đường trọng điểm như tuyến 3 tháng 2, 2 tháng 9, đường Quang Trung, Trần Phú. Lần xe này bữa bị bắt xe này luôn hả? Có bữa bị bắt chứ xe luôn. Bữa bị bắt lần này chiếc này chứ nữa. Thứ hai. Lượng phương tiện cá nhân tăng kèm theo một lượng lớn khách du lịch. Nhiều tuyến đường tại thành phố Vũng Tàu khó tránh khỏi ùn ứ cục bộ, xe di chuyển chậm trong những ngày nghỉ cuối tuần, huống hồ là cao điểm Quốc khánh sắp tới. Đảm bảo lưu thông thông suốt vì vậy cũng đặt ra hàng đầu. Kế hoạch tuần lưu xử lý vi phạm lỗi dừng đỗ sai quy định được tăng cường. Thông báo cho anh lỗi vi phạm là đỗ xe nơi biển báo cấm nha. Thứ bảy chủ nhật là ngày đấy anh nhé. Mức phạt đây này, theo cái quy định này. Em không cần đọc, em còn chứng cả mức phạt thôi mà. Nhận định đối với thành phố Vũng Tàu thì từ nay đến mùng 2 tháng 9 thì lượng khách xuống dưới Vũng Tàu rất là đông. Cho nên là lực lượng cảnh sát trật tự 113 thì sẽ tăng cường xử lý các vi phạm về dừng đỗ, lấn chiếm lòng lề đường và điều tiết giao thông những ngày cao điểm. Đáp ứng nhu cầu dừng đỗ xe của người dân địa phương và du khách, thành phố Vũng Tàu đã bố trí 28 bãi đậu xe tạm với diện tích khoảng 15 hectare.
Từ đầu tháng 7 năm 2023, thành phố cũng triển khai thu phí sử dụng lòng đường trên 10 tuyến đường như là một trong những giải pháp để hạn chế bớt lượng phương tiện dừng đổ tùy tiện, thu hẹp lòng đường lưu thông. Để giải quyết tình trạng này thì thành phố là sử dụng các cái bãi đất trống, đất công trống để làm tạm các bãi xe tạm. Đấy, hoặc là trên các tuyến đường ấy thì chúng tôi yêu cầu là các tuyến đường nào cấm dừng cấm đậu, các tuyến đường nào phải thu phí sử dụng đậu xe, đỗ xe dưới lòng đường để giảm bớt cái lượng xe trên lòng đường. Phối hợp cùng các phường trong việc thực hiện thu phí sử dụng lòng đường tại một số tuyến đường, Công an thành phố Vũng Tàu tăng cường nhắc nhở các phương tiện chưa thực hiện việc nộp phí nhanh chóng di chuyển phương tiện ra các khu vực có quy định thu phí sử dụng lòng đường. Đã có ai thu phí chứ? Thu phí dừng đổ đấy chứ? Thì chưa. Thôi mình có thể cho xe di chuyển nhé. Khu vực bãi sau, tâm điểm chỉnh trang đô thị hiện nay của thành phố, Công an thành phố và các lực lượng chức năng cả 3 phường gồm Thắng Tam, phường 2 và phường 8 vẫn duy trì tuần tra kiểm soát, xử lý dứt điểm tình trạng bán rong, chợ tự phát lấn chiếm lòng đường vỉa hè, bảo đảm đường thông hè thoáng, mỹ quan đô thị khu vực này. Kế hoạch duy trì thì chúng ta thực hiện từ nay đến cuối năm, thường xuyên kiểm tra và vẫn duy trì lịch trực kiểm tra của lãnh đạo thành phố cũng như các phòng ban. Trong đó thì văn phòng cùng với phòng quản lý đô thị đó, đồng chí ủy viên ủy ban nào phụ trách phường 2 thì chịu trách nhiệm kiểm tra phường 2. Đồng chí ủy viên ủy ban nào phụ trách phường Thắng Tam thì chịu trách nhiệm. Phường 8 cũng vậy. Đặc biệt chúng tôi tập trung vào khu vực Thùy Vân cũng như 4 tuyến đường Phó Đức Chính, Phan Văn Trị, La Văn Cầu là khu vực là tập trung rất là đông khách du lịch, cho nên là cũng kéo theo là những cái tình trạng bán hàng rong rất là nhiều. Chúng tôi sẽ có những kế hoạch làm ngày 3K, sáng, chiều và cả tối. Những cái đợt cao điểm, chúng tôi riêng lãnh đạo phường thì chúng tôi cũng có phân công cho các đồng chí trong ban chấp hành cũng như là ban thường vụ theo dõi từng tuyến đường cụ thể. Chung tay triển khai mô hình thành phố an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cao điểm lễ Quốc khánh sắp tới, các phường xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cũng lần lượt ra quân, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định giao thông. Mình kinh doanh rồi là tạo điều kiện cho kinh doanh, nhưng mà vậy là không có phát đường lối đi của dân, đúng không? Không có đạt gì nữa, đúng không? Ở các tuyến đường cửa ngõ của thành phố Vũng Tàu, Công an phối hợp với các lực lượng chức năng bố trí những tổ kiểm tra tốc độ, tuần lưu liên tục để kịp thời phát hiện vi phạm. Em tưởng là lên xe hơi được chạy 70. Từ Khang Linh đổ về đây có biển báo là vào nội thành phố và đã có biển báo là cấm tốc độ làn ngoài. Cát Lương là được 70, làng trong là được 60. Từ đây tới 2 tháng 9, Ban Chỉ huy Công an thành phố, đội cảnh sát giao thông chỉ đạo cho cán bộ chiến sĩ trong đội là tăng cường về xử lý vi phạm, tuyên truyền nhắc nhở về tốc độ để làm sao cho thành phố nó được an toàn về giao thông. 8 tháng của năm 2023, thành phố Vũng Tàu tiếp tục duy trì được đà kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và bị thương. Từ kết quả đạt được, việc thực hiện thành công nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh càng có ý nghĩa hơn, vừa tạo ra dấu mốc triển khai mô hình thành phố an toàn giao thông, vừa là để tiếp tục duy trì kết quả kéo giảm tai nạn giao thông, hướng đến thực hiện mục tiêu mỗi năm kéo giảm từ 5 đến 10% số người chết do tai nạn giao thông, như bộ tiêu chí mà Công an tỉnh đã xây dựng cho mô hình điểm Vũng Tàu, thành phố an toàn giao thông.